Kính thưa quý vị, biểu tình chống Hoa Kỳ và Do Thái ở tại Yemen, Ai Cập, Tunisia và Iraq, tin từ Sana. Hàng trăm người Yemen biểu tình đã tràn vào tòa đại sứ Hoa Kỳ ở thủ đô Sana, bày tỏ sự tức giận đối với cuốn phim nhục mạ giáo chủ Mohammed. Lực lượng an ninh đã bắn súng chỉ thiên để ngăn chặn người biểu tình. Đêm thứ ba, tòa tổng lãnh sự Hoa Kỳ ở thành phố Benghazi của Libya đã bị tấn công. Đại sứ của Hoa Kỳ đã bị giết chết. Tổng thống Barack Obama cam kết sẽ bắt những kẻ tấn công và đang điều động hai khu trục hạm tới bờ biển Libya, nhưng đang có nhiều lo ngại bạo động sẽ lan tới các nước trong thế giới Hồi giáo. Nhân chứng ở Sana cho biết, người biểu tình đã đập cửa kính của các văn phòng an ninh bên ngoài tòa đại sứ trước khi phá cổng chính của tòa đại sứ. Các cuộc biểu tình giận dữ đã diễn ra sau khi một kẻ giấu mặt ở Hoa Kỳ đưa lên những đoạn phim rẻ tiền nhục mạ giáo chủ Hồi giáo. Yemen là nước đang phải đối phó với các tổ chức dân quân Hồi giáo và Al-Qaeda.